Rồi, em Quỳnh Trúc xin kính chào cô chú anh chị em đã đến kênh của em, là kênh Quỳnh Trúc mua bán đồ xưa cổ. Thì hôm nay em có một số món đồ cần giao lưu với cô chú anh chị em. Cô chú anh chị em ai yêu thương, quan tâm, ủng hộ thì liên hệ em qua số điện thoại là 0944979696, gặp em Quỳnh Trúc ở Thanh Bình, Đồng Tháp và cũng là số Zalo của em luôn. Rồi, để đầu tiên em xin có một cây đèn mang song ha, hiệu Aida. Một cây đèn mang song hiệu Aida. Toàn bộ những chi tiết cái trên cái đèn này đều là zin hết, từ cái đồng hồ, từ cái bơm hơi, từ cái khóa, từ cái hái này luôn ha, từ cái khóa này luôn đều là của Aida hết. Đây là cái chá, đây cái chá này cũng zin luôn ha, và lành hết. Đây cây đèn toàn bộ là zin và lành hết. Cái đèn này là em bao trái cho cô chú anh chị em mình về để mà mình dễ chơi luôn nha. Cái đèn này nó còn tim ở phía trong luôn nè, nó còn tim luôn đó. Cái men ở phía bên ngoài cái bầu này còn cái bầu này còn rất là bóng sáng ha. Cái bầu này bằng đồng, tình trạng là rất là bóng sáng đẹp và nó lành hết, nó không có bị lủng, không có phù mốt gì hết. Thì tất nhiên là em bao trái là cái này tất nhiên là nó phải lành em mới dám bao trái. Đây hiệu Aida, đây con nai đi ha. Rồi cái cây đèn mang song này em bán với giá là 5,5 triệu và em sẽ bao trái luôn cho cô chú anh chị em về mình dễ sưu tầm, dễ dễ chơi ha. Đó, toàn bộ là cái bầu của nó là bằng đồng hết và nó zin hết, rồi nó bóng sáng đẹp và nó không có bị lủng, không có phù mốt gì hết. Chi tiết ở trên đây thì tim còn ha, không có bóng khói nha, tim còn không có ống khói và toàn bộ những chi tiết ở trên đây đều là zin của Aida hết, chỉ có là không có cái ống khói thôi. 5,5 triệu cho cây đèn mang song này ha, đẹp lắm. Bây giờ kiếm một cây đèn mang song mà thật sự là rất là khó khăn luôn ha, thật sự là rất là khó khó tìm lắm. Mà cái cây này thì nó đẹp, cây này bụng nó còn đẹp lắm và zin hết luôn. Rồi tiếp theo em xin có một cái đèn treo, một cây đèn có giá treo như thế này, về mình có thể treo lên tường hoặc treo lên nhà mình để mà mình trưng, hoặc có thể để bàn như thế này. Tình trạng của cây đèn này thì lành ha, bầu là bầu màu, bầu này bầu màu ha, bầu màu thì nó sẽ mắc hơn những cái bầu thông thường. Đó, nó sẽ có giá trị hơn, nó sẽ đẹp hơn những cái bầu thông thường. Tình trạng là lành tích hết và tim họng hoạt động tốt nè, dặn lên dặn xuống là im ha. Rồi bóng này cũng lành luôn và khung và chá đồ này nọ là lành hết. Cái đèn này em bán với giá là 1,7 triệu nha, 1,7 triệu cho một cây đèn màu treo như thế này. Bầu này là bầu màu và lành, loại này là loại chắc khoảng 1 lít cho đến 1 lít hơn, cao lên là 45 cm nha. Cái đèn này em bán với giá là 1,7 triệu cho cây đèn này, tình trạng là lành hết và trái tốt, về châm dầu vô là đốt thôi. Rồi tiếp theo em xin có một bộ ấm trà nha. Đây là một bộ ấm trà gốm lá thiêu màu. Hôm qua em có một bộ ấm trà là chữ thọ, thì hôm nay em có một cái bộ ấm trà là chữ phúc. Đây là chữ phúc đây. Đây là cái hoa, cái chàm rất là đẹp nha, cái chàm màu xuất sắc luôn, đẹp lắm. Phía sau là minh văn ba chữ hiệu lò và cái men đây còn bóng đẹp và khỏe. Đây là cốt đây. Ở phía trong này lạnh ha, không có vấn đề gì. Tình trạng của cái ấm 1 lít này là nó chỉ bị mẻ ở cái quai sau này, nửa quai sau thôi. Mẻ nửa cái quai sau thôi. Rồi người ta có thẩm mỹ lại cho mình, về mình vẫn xài tốt bình thường, không có vấn đề gì hết nha. Mình vẫn xài tốt bình thường, nó không có vấn đề gì. Rồi đây là chung lá thiêu. Chung lá thiêu 5 cái này nó vô cơm lê hết, một hoa hết luôn. Đây vô cơm lê nha, tình trạng là đè lành đẹp và đường kính là 7 cm. Còn đây là cái dĩa, cái dĩa cũng dĩa lá thiêu màu luôn. Dĩa này loại dĩa lớn, tầm khoảng 26-27 cm nha, đường kính. Rồi cái bộ chung trà gốm lá thiêu vẽ chữ phúc này em xin giao lưu với giá là 2 triệu. 2 triệu cho một cái bộ ấm trà chữ phúc gốm lá thiêu màu như thế này ha, đẹp lắm, về mình sử dụng tốt, về mình sử dụng tốt bình thường và trưng lên cũng rất là đẹp.
Rồi tiếp theo em xin có 10 cái chén nha, 10 cái chén tàu. Đây, 10 cái chén tàu này em bao đồ này chuẩn cổ trên 120 năm, 2, 4, 6, 8, 10. Trên 120 năm cho cái bộ chén tàu vẽ thạch cúc ha. Đây, vẽ sơn thủy, vẽ thạch cúc, vẽ hoa dây. Rồi tình trạng của cái chén này thì nó có tóc ở đây. Nó có tóc ha. Đó, đồ tàu thì nó phải thường là thông thường đồ tàu chẩn cổ á, em nói cô chú anh chị nghe là ít nhiều gì nó cũng phải có một cái dấu vết thời gian chứ không thể nào mà toàn vẹn được. Còn cái đồ mà toàn vẹn hết á, lành hết này nọ thì coi chừng ha, chứ những cái đồ này là em bao đồ chuẩn cổ trên 120 năm. Ở phía trong này có mộc nè. Hai mộc luôn, hai chữ luôn. Nó có hai chữ luôn nè. Đường kính miệng của cái chén này là 10.5. Rồi cái này là cái thứ hai, tình trạng của nó tốt hơn một chút là nó có tóc một đường. À, cái thứ ba cũng có hai cái dấu tóc và nó có một cái chữ hiệu lọ ở trong này. Rồi cái này nó cũng có tóc luôn ha. Đây, và đây nó có hiệu lọ chữ đâu luôn nè. Rồi cái đây, cái này cũng có hai đường tóc. Chén thì nó có tóc và mẻ, và mẻ nè. Nó trong nó có chữ nè. Rồi tình trạng của mấy cái này nó cũng vậy luôn, nó cũng có tóc và mẻ như vậy, không có cái nào lành hết, và phía trong nó đều có chữ như vậy. Còn vẽ thì bên ngoài thì nó vẽ theo lối Minh ha. Đây, nó vẽ theo lối Minh như thế này đó. Cái này thì vẽ khá là đẹp ha, chàm khá là tươi. Đường kính là 10.5 cm, đường kính miệng. 10 cái này em bán với giá là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu và em bao đồ chuẩn cho cô chú anh chị em mình về chơi. Đồ này về mình decor, mình trưng bày thôi cũng rất là đẹp ha. Về mình trưng bày thôi cũng rất là đẹp. Rồi, về trưng như thế này đẹp lắm. 1,5 triệu cho 10 cái này thôi. Rồi tiếp theo em xin có đây là 4 chiếc tô. 4 chiếc tô hoa đào nhưng mà được con cái là có con bướm. Đọc là có con bướm đây nha, đọc là có con bướm chà bá lửa lớn đây. Màu chàm rất là đẹp nha. Đồ này là em bao đồ lấy thiêu luôn chứ không còn là đồ xông bé nữa ha. Này, hoa đào có con bướm, gớm lá thiêu. Cái này cũng vậy luôn ha. 4 chiếc này nó vô một mẫu luôn. Tình trạng là lành tích hết. Đường kính là 17 cm. Đồ này em bao đồ 5-60 năm nha. Đó, 17 cm, đường kính miệng. 4 cái tô này em xin giao lưu với giá là 1 triệu. 1 triệu cho 4 cái tô vẽ hoa đào và con bướm ha. Rồi tiếp theo em xin có một chục chén và một chục dĩa hoa đào. Này, một chục chén đều vô cơm lê như thế này hết. Đường kính là 11.5. Đường kính miệng là 11.5, vô cơm lê và tình trạng là khá là tốt, là lành ha. Rồi dĩa này thì cái mẫu của nó như thế này đó. Hoa rất là đẹp phía sau đây, tình trạng là lành và men còn bóng đẹp ha. Đường kính là 21.5. rồi 10 chục chén này em bán với giá là 500 ngàn, 10 chục dĩa này 300, nó lại một là 800 ngàn cho 20 này ha. 800 ngàn cho 10 chén và 10 dĩa, đẹp lắm. Rồi tiếp theo em xin có một cái bình. Một cái bình gốm lá thiêu cá quá long. Cái bình này là cái bình men phun ha. Đây, em quay một vòng cho cô chú anh chị em mình xem ha. Rồi, em quay một vòng đây. Con cá đây.
Con cá này lên vảy nó giống vảy con rồng luôn rồi. Cái này là nó gần gần quá lông rồi đó. Phía sau có minh văn bốn chữ hiệu đề ha. Rồi bên đây là vẽ hoa, rồi tiếp theo đây là vẽ rồng, con rồng đây ha, uốn lượn, nó phun phun trầu xuống đây đó đó. Rồi đường kính miệng của cái bình này là cao 38, đường kính miệng là 18.5, dòng bụng là 17. Cái tình trạng của cái bình này thì nó có tóc hai đường ở đây, tóc hai đường miệng, còn lại là lành hết và men còn rất là bóng đẹp, chàm khỏe, màu chàm khá là đẹp ha, sáng bóng đẹp quá. Chữ nè ghi rất là rõ ràng, rất là rõ ràng của cái chữ này. Rồi cái bình này em xin giao lưu với giá là 2,5 triệu nha, cao 38 ha, 2,5 triệu. Rồi tiếp theo em xin có một cái dĩa cổ bồng gốm lá thiêu, chỉ là gốm lá thiêu thôi nhưng mà cái men của nó nhìn bóng sáng trắng rất là đẹp. Vẽ đây là vẽ phú quý bạc đầu. Đây là có bài thơ, đây có hiệu đề ba chữ ha. Em rất thích cái câu thơ là nhân sinh không cần phú quý, chỉ nguyện bên nhau đến lúc bạc đầu. Thì đây là cái tích phú quý bạc đầu đó, rất là đẹp, rất là hay luôn ha. Đây, cái dĩa này là cái dĩa cổ bồng ha, gốm lá thiêu, men còn rất là trắng đẹp, chàm rất là đẹp luôn. Con chim, vẽ con chim này ha. Đó. Rồi ở đây là phía sau. Ở dưới nhìn lên đây. Đó, nó bị vẫy ở đây, vẫy thôi, vẫy men thôi, không có đáng kể ha. Người ta có thẩm mỹ lại rồi. Vẫy men ở đây vài điểm ha. Còn lại là lành, không có vấn đề gì. Đường kính miệng của cái dĩa này là 21.5, cao lên là 9 phân rưỡi. 9 phân rưỡi. Cái này em bán với giá là 2,2 triệu cho cái dĩa cổ bồng này ha. 2,2 triệu cho cái dĩa cổ bồng vẽ phú quý bạc đầu. Rất là hay nha và rất là đẹp luôn. Tình trạng cũng khá là tốt, chỉ bị vẫy tí xíu ở phía dưới thôi, không có bị dĩa trên dạ trên nha. Rồi tiếp theo em xin có 10 cái dĩa, 10 cái tô chiếc yêu tàu. 2, 4, 5, 5. Rồi 10 cái tô chiếc yêu tàu. Đây, đồ này em bao đồ chuẩn cổ trên 100 năm. Đồ chuẩn cổ nha, nó có tóc đây, một cái. Cái dáng chiếc yêu nó lại vậy. Cái thứ hai có tóc và nó có khờn quành. Có tóc và nó có khờn quành như thế này ha. Rồi, cái thứ ba. Tình trạng thì khá tốt hơn. Nó tóc mờ ở đây một đường thôi. Rồi, cái thứ tư là nó có bị mẻ ở đây một chút xíu quành. Tiếp theo là cái này nó có tóc ha. Có tóc hai ba đường. Rồi tiếp theo cái này, cái này đẹp quá đẹp. Đây, quá đẹp luôn. Tình trạng ổn ha, cũng ok. Có phía trong có chữ nè, phía trong có chữ hiệu hiệu lọ của người ta nè. Đó. Rồi tiếp theo cái này. Cái này thì nó bị khờn ở đây một chút. Được một cái lạnh ha. Rồi cái này thì bị tóc hai đường. Ở phía sau đây nhìn rõ hơn. Nhưng mà đồ tàu thì mình nhìn thấy là rất là gịch ha, rất là đẹp luôn. Đây là tóc đây ha. Rồi cái cuối cùng này nó cũng bị tóc đây mờ một đường và bị vẫy đen chút xíu. 10 cái này đường kính miệng của cái lớn nhất là 18 cm nha. Cái 10 cái này em bán với giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu cho 10 cái tô chiếc yêu tàu như thế này ha. Rồi tiếp theo em xin có đây là một cặp cá lấy cá biên hòa. Đây một cặp cá biên hòa to ha. To lắm. Đây. Dài treo tường nha. Cái đuôi của nó xòe ra nè. Cái đuôi xòe ra rất là đẹp luôn. Con cá này to đùng luôn. Đẹp lắm. Đồ này là em bao đồ chuẩn xưa, nó phủ cái cốt ấy như men ở trong cái họng luôn con cá luôn nè, phía trong luôn nè. Lành tích luôn. Hai con cá này lành. Đường kính là 30 cm. Hai con cá này em bán với giá là 400.000 cho hai con cá này và em sẽ không có bao ship nha. Đồ này em bán là số lượng thôi cho nên em sẽ không có bao ship.
những con cá với con tôm này 400 ngàn cho cặp cá này. Rồi tiếp theo xin có một cái con đòi mồi treo tường. Đây, một cụ đòi mồi ha, một cụ đòi mồi gớm lá thiêu treo tường. Đây, đây là cái lỗ treo tường đây. Rồi đây là cái dấu này, là cái dấu lỗi lò, cái dấu lỗi lò của cụ. Rồi men thì rạn hết luôn. Cái chạm rất là khỏe ha, bóng đẹp sáng. Giờ mình treo tường như thế này ha, đó rất là đẹp nha. Rồi cụ này em xin bán với giá là 900 ngàn cho cụ đòi mồi này nha. Hàng này em bao đồ là 70-80 năm luôn, rất là già luôn, mà men còn là bó trời bóng đẹp luôn. Nhìn những cái đốm màu nè, những cái đốm màu nè, nhìn là ghiền luôn á, ở ngoài nhìn đẹp lắm. Rất là đẹp ha. Đó. Rồi tiếp theo em xin có một cái con bươm bướm gớm lá thiêu nha, cũng treo tường luôn. Đó, em lên đồ treo tường trước đi. Con bươm bướm này tình trạng của nó là lành, và cái hình của nó là con bươm bướm này nó đang vỗ cánh, nó bay ha, đang vỗ cánh, xòe cánh. Những cái con mà treo tường mà xòe cánh là rất là đẹp nha, xòe cánh bay. Đẹp ghê không? Một con bươm bướm gớm lá thiêu lành luôn. Đồ này là em bao đồ 60-70 năm, đồ già. Bề ngang là 22. Dài của cái mình của con bươm bướm này là 14, và dài của cái cánh là 18. Rồi con bướm này em bán với giá là 900 ngàn nha, 900 ngàn cho một con bươm bướm gốm lá thiêu màu. Gốm lá thiêu màu rất là xưa đồ và đẹp. Giờ mình treo lên tường như thế này để mà mình trang trí là số 1 luôn, rất là đẹp. Những cái không gian nhà 5 căn 5 gian đó thì mình có thể trang trí đẹp lắm nha. Rồi tiếp theo là hai cái hũ voi, một cái hũ voi Nhật, đây là hũ voi gia quy, ở đây vẽ con quái thú. Đây, quái thú đây ha, ở phía dưới có mộc hiệu đề nè, 1, 2, 3, 4, 5 chữ. Rồi tình cao của cái này là 8, miệng là 8 phân rưỡi. Tình trạng là chỉ bị vẫy, nó chỉ bị vẫy ở cái dưới này, xước lên men lên tí xíu ta có thẩm mỹ lại rồi, ở trên nhìn xuống mình sẽ không có thấy được. Nó chỉ bị ở dải dưới này thôi, một tí xíu thôi, không có đáng kể ha. Rồi tiếp theo là một cái hũ voi, một cái hũ voi này là một cái hũ voi Nhật, vẽ tích là thất hiền, ở đây gia quy, ở đây thất hiền. Rồi vẽ hai mặt, tình trạng là cũng mẻ ở đây một chút xíu ở cái vành này, rồi người ta có thẩm mỹ lại rồi cho mình. Phía dưới này là có mộc, mộc màu đỏ ha. Cao của cái ống voi này là 5, miệng là 4 phân rưỡi. Ống voi mini thì nó lại hiếm gặp, nó lại hiếm gặp ha. Rồi hai cái này em xin bán với giá là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu cho hai cái ống voi này. Đó, 1,5 triệu cho hai cái ống voi, một cái size đại và một cái mini. Rồi tiếp theo là em xin có một cái 18 phút rồi hả? Thêm lên cái bình trà nữa nha. Đây một cái bình trà. Bình trà này là bình trà hàng gốm kiểu ngày xưa, hàng gốm kiểu xưa ha, kiểu mức Inchina ngày xưa rồi đó. Đây, đây là tích Kim Trọng, Thúy Kiều và Kim Trọng. Thúy Kiều và Kim Trọng thì ngày xưa cũng là một cái tích rất là đẹp và hay ha. Thì một cái cặp đôi tâm đầu ý hợp rất là hay. Đây, Thúy Kiều và Kim Trọng. Cái tình trạng của cái ấm này là nó lành, nó lành hết. Và kiểu dáng rất là sang ha. Đây, kiểu dáng rất là sang. Về mình cái chân dụng thoải mái. Cao lên là 15, từ quay qua tới bên vòi là 20. Rồi cái ấm này em xin giao lưu với giá là 600 ngàn ha, cho cái ấm Thúy Kiều và Kim Trọng. Rồi em hôm nay em có một số món vậy thôi. Cô chú chị em nào mua đồ thì liên hệ em qua số điện thoại là 0944 979696, và gặp em Quỳnh Trúc ở Thanh Bình, Đồng Tháp. Và hãy đăng ký kênh để ủng hộ em ha. Em xin cảm ơn cô chú chị em rất là nhiều.